Xin chào quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin bóng đá. Các bạn thân mến, chơi một hiệp tuyệt không hối hận, đội tuyển Việt Nam rời giải trong sự hối tự hối tiếc đau đớn. Giá như chúng ta làm tốt hơn trước Indonesia, trước Campuchia, giá như huấn luyện viên Park Hang Seo không sai lầm ở trận lượt đi và cả hai hiệp trận lượt về. Trận đấu lượt về chứng kiến khá nhiều sự thay đổi của huấn luyện viên Park Hang Seo với đội tuyển Việt Nam so với trận thua 0-2 trước Thái Lan trước đó. Trong số 5 cầu thủ Hoàng Gia Lai giao quân trong đội hình xuất phát ở trận lượt đi, trận đấu này chỉ có một mình Hồng Duy được ông tin tưởng tung ra sân ngay từ phút đầu tiên. Với việc suy mạnh dính chấn thương khá nặng, Bùi Tiến Dũng trở lại ở vị trí trung vệ nhưng đấy không phải là một sự thay đổi quan trọng nhất. Sự khác biệt rõ rệt đến từ hai sự thay đổi quan trọng nhất của Thái Bắc trong trận rửa hận trước Thái Lan. Tấn Tài chơi hậu vệ biên phải thay cho Văn Thanh và Hà Đức Trinh thay cho Công Phượng đã tình đạo. Sức sống mới của đội tuyển Việt Nam đến từ đấy. Suốt 20 phút trận đấu hầu hết như chỉ bóng chỉ năn trên phần sân của Thái Lan với những tinh thần thi đấu đúng nghĩa là những chuyến binh của các cầu thủ, hàng thủ của đội tuyển Việt Nam. Nhìn cái cách mà tấn tài Quang Hải, Hoàng Đức khoan vào bên trái của đối thủ, nơi mà siêu sao Thirathon Punathan chấn giữ khiến cho khung thành của Thái Lan phải trao đảo. Người ta tự hỏi sao tấn tài không được dùng ở những trận đấu trước. Tại sao Thầy Bắc không dùng những, những bài đánh biên để hạ Indonesia ghi thêm bàn thắng vào lưới của Campuchia? Nhìn Hà Đức Trinh sông sáo đầy nhiệt huyết, cực kỳ sung sức và khiến cho hậu vệ của đối phương phải mất mồ hôi theo kèm. Người ta tự hỏi lý do gì khiến cho ông thầy người Hàn Quốc lại giấu anh kỹ đến thế. Hơn 20 phút trận đấu siêu sao Chalatip song phải lùi về tận sát vòng 16m50 của đội nhà để theo kèm qua hải. Hơn 20 phút đầu tiên, mồ hôi ướt đẫm người của các cầu thủ tấn công Việt Nam. Nhưng trong ánh mắt họ ánh lên sự quyết tâm sắt đá. Hơn 20 phút đầu trận, trên môi Quang Hải vẫn là nụ cười quen thuộc. Người ta tự hỏi nếu như thầy Bắc không chọn cách nhập cuộc sai lầm ở trận đấu trước để cho Việt Nam bị dẫn trước hay không thì ai mới là người phải khiếp sợ ở trận đấu này. Người ta nói nhiều về sự ăn ý của các cầu thủ Hoài Gia Lai, song trận đấu này với chỉ mình Hồng Duy xuất hiện trên sân ngay từ đầu, đội tuyển Việt Nam chơi cực kỳ gắn kết và bay bổng. Họ dường như đã quên hẳn mình đang phải giải một bài toán khó mà trận lượt đi để lại, thay vào đấy là chơi bóng với niềm vui với ngập tràn cảm hứng. Hiệp đấu đầu tiên đội tuyển Việt Nam chiếm lợi thế hoàn toàn, áp đảo hoàn toàn, xong đối diện với một quang hải và các đồng đội là một Thái Lan không phải dạng vừa. Họ vẫn đang ngẫu nghệ trên đâu đấy của đỉnh Đông Nam Á. Các cầu thủ Thái Lan dù thất thế nhưng không hề nao núng. Thay vào đó thì bình tĩnh hóa giải các đường tấn công của đội tuyển Việt Nam bằng những cú thoát pressing đầy kỹ thuật cùng với những đường truyền nhỏ đầy ăn ý đấy cũng chính là lý do dù chơi áp đảo, song tỷ lệ cầm bóng của các cầu thủ Việt Nam kém hơn đối phương 41,7%. Tỷ lệ chuyền bóng có học trò đội viên Park Seo cũng kém hơn hẳn 61,1% so với 74,6% của đối phương. Từng trường hiệp đấu đầu tiên được kết thúc bằng pha bỏ lỡ cực kỳ đáng tiếc của đội tuyển Việt Nam. Khi mà Quang Hải tung ra một cú sút chân trái với cự ly hơn 16 mét chính diện khung thành của đối phương từ đường truyền cực đẹp của Hồng Duy xong đưa vào bóng vọt xà. Xong chỉ hơn một phút sau đến nửa Theraton Punathan thử tài nguyên mạnh bằng một cú ra chân sấm sét khiến cho thủ môn Việt Nam phải trổ tài cứu thua trong găng tốc trước trận đấu lượt về của người Thái huấn luyện viên Park Seo đã nói rằng ông sẽ cho các học trò chơi một trận không hối tiếc quả thật hiệp đấu đầu tiên là một hiệp đấu thật không hối thận của các tuyển thủ Việt Nam với một tinh thần và khí phách mà đã lâu rồi người ta mới được thấy lại ở các học trò của ông thầy người Hàn Quốc không hối hận nhưng ngập tràn tiếc nuối. Công bằng mà nói thì dù cho đội tuyển Việt Nam có bị Thái Lan giật mất tấm vé vào chung kết thì nó cũng không nói lên quá nhiều điều về sự chênh lệch, kể cả là phong độ. Bởi cuộc đối đầu này cho thấy hai đội rõ ràng xứng đáng là những đội bóng có vị thế tuyệt đối của Đông Nam Á. Sự hơn thua chỉ đến từ những tình huống sai lầm mà thôi. Ở lượt trận đi, đó là một cú trượt chân đầy khó hiểu của Hồng Duy, cũng như pha bóng ngự bỏ của Cha La Thíp sau Galaxin của Quế Ngọc Hải. Và ngay đầu hiệp 2, Việt Nam suýt nữa lại dính phải một tình huống như thế khi mà Nguyên Mạnh tính sai điểm rơi của Đăng Đa rảnh chân tung ra một cú rút điểm. May mắn là tỉnh đạo Thái Lan sút trượt bóng. Ngay sau pha bóng ấy, huấn luyện viên Park Hang-seo đã tung văn toàn vào sân, hòng chơi tất tay với người Thái. Trước đó thì ngay đầu hiệp thì Công Phượng cũng được vào sân thay cho Hà Đức Trinh. Dấu ấn của hai tiền đạo Hoàng Gia Lai được đưa vào sân ở những phút đầu là không nhiều với chủ yếu là những pha phạm lỗi với đối phương. Sự thay đổi ấy phần nào giúp cho các cầu thủ Thái Lan lấy lại được thế trận sau một hiệp đấu bị hành hạ bởi hàng công của đội tuyển Việt Nam. Nhịp độ trận đấu chậm lại, lối chơi pressing của Việt Nam cũng dần thiếu đi tốc độ. Thay vào những pha tấn công nhanh đánh vào cánh và sử dụng bóng sệt, các học trò huấn luyện viên Park Seo dần trở lại hình thù của mình ở trận đấu vòng bảng với những đường truyền bổng vô thường, vô phạt treo và tận vòng 16m50 của đối phương. Trong khi đó, Thái Lan có được không ít những pha tấn công xuống cánh phải, buộc các cầu thủ Việt Nam liên tục phạm lỗi. Giá như đội tuyển Việt Nam thi đấu với một đội hình và một tinh thần như ở hiệp đấu đầu tiên, thì các học trò huấn luyện viên Park Seo hẳn là làm gọi Indonesia, đội bóng đang chờ Thái Lan ở trận chung kết, đã hoàn toàn có thể có được một chiến thắng đậm đà hơn trước Campuchia để không phải đối đầu với Thái Lan ở bán kết. Trận đấu càng trôi về những phút cuối, sự bất lực của các cầu thủ Việt Nam càng lộ rõ và lối chơi, lối mòn của huấn luyện viên Park Hang-seo đối lập hoàn toàn với một hiệp đấu rực lửa có mặt Đức Trinh là sự tiếc nuối ngập tràn. Phút thứ 69, thêm một cầu thủ Hoàng Gia Lai được vào sân. Tuấn Anh vào sân nâng số cầu thủ Hoàng Gia Lai trên sân lên con số 4. 13 phút sau, huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định rút Tuấn Anh ra để tung xuân mạnh vào sân. Sau hiệp đấu đầu tiên không hối hận, rốt cuộc AF Cup 2020 kết thúc ngập tràn sự tiếc nuối với đội tuyển Việt Nam. Thua trận bị loại không phải là một điều đau đớn nhất. Đau đớn nhất ấy là những sự tiếc nuối đến từ chính người mà cổ động viên Việt Nam đặt nhiều sự kỳ vọng nhất. Các bạn thân mến, để Thái Lan cầm hòa tuyển Việt Nam trở thành cựu vương AF Trận hòa không đều ở bán kết lượt về AF 2020 khiến cho tuyển Việt Nam thua Thái Lan Trung cuộc 0-2. Sau hai lượt trận, qua đó nhìn đối thủ vào chơi trận chung kết. Với sơ đồ 343 cùng với bộ ba Đức Trinh, Tiến Linh, và Đức lên hàng công, tuyển Việt Nam chơi tấn công phủ đầu Thái Lan với mục tiêu sớm có bàn mở tỷ số. Đội bóng huấn luyện viên Park Seo đẩy cao đội hình pressing dồn dập khiến cho hàng thủ của Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn. Trước một áp lực của Việt Nam thì Thái Lan bộc lộ khoảng trống, Phút thứ 20, Hoàng Đức chọc khe đẹp mắt cho Đức Trinh băng xuống, nhưng thủ môn Chát Chai đã lao ra cản phá ngay trước mũi giày của tỉnh đảo Việt Nam. 3 phút sau, Quang Hải lấy bóng trong chân của Therathon Bunathan rồi chuyên cho tấn tài thoát xuống chống trải, nhưng mà cú đá của hậu vệ mang áo số 13 không đi trúng cầu môn. Chơi ở vị trí hậu vệ phải, song tấn tài lại là cầu thủ sở hữu nhiều cơ hội nguy hiểm nhất. Phút thứ 42, pha bật cao đánh đầu của cầu thủ sinh năm 1997 đưa bóng đi sát cầu dọc. Trước đó, thì Quang Hải đã phạt hàng rào nguy hiểm, khiến cho thủ môn dự bị Sichuan Tasamun của Thái Lan phải mất hai nhịp để bắt gọn bóng. Gây áp lực nghẹt thở lên Thái Lan, nhưng tuyển Việt Nam cũng phải chờ đến tài năng của Nguyên Mạnh với pha đồ người góc hẹp kịp thời để ngăn chặn cú sút của Thi Lao Thon trong phút bù giờ, qua đó kết thúc hiệp một với tỷ số không đều. Tuyển Việt Nam tràn nên gây áp lực ở đầu hiệp 2 khi mà công phượng Văn Toàn được tung vào sân, còn tuyển Việt Nam truyền với sơ đồ 433. Phút thứ 54, công phượng có đường truyền đổi hướng bằng chân trái rất hay sang cánh, nhưng mà Hồng Duy lại dứt điểm trúng chân Larubadi. 5 phút sau từ chấm đá phạt gián tiếp, Quang Hải sút thẳng vào cầu môn của Siwas, nhưng thủ môn của Thái Lan đã bay người cứu thua kịp thời. Dù vậy thì tuyển Thái Lan đã lấy lại được thế trận ở nửa cuối hiệp 2 khi mà nhiều cầu thủ có thiên hướng phòng ngự của huấn luyện viên Pol tung vào sân. Voi chiến tranh chấp tốt, đá chậm, chắc và dung nhiều tiểu xảo khiến cho tuyển Việt Nam không thể tổ chức tấn công mạch lạc. Tuyển Thái Lan giữ sạch mảnh lưới để hòa không đều Trung cuộc, qua đó giành vé vào trận chung kết. Trong khi đó thì tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo không thể bảo vệ thành công ngôi vàng AFF Cup dù đã nỗ lực hết sức.